Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe để cũ của bên mình. Ngày mới chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe, luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn em vừa một tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay lên cho anh em một mẫu xe tải Hyundai là 2013 thùng siêu cao 2m6, tại trọng phép chân hóa là 2 tấn nha anh em. Xe cực kỳ gọi là đẹp luôn, zin, máy móc nguyên bản, cabin zin, không đâm đụng, ghế bọc da 3 chỗ ngồi, máy lạnh đầy đủ. Xe nói chung là mọi thứ đều rất là ok, tắp bi tắp đô cửa khá là sang trọng luôn. Nếu em thích cái mẫu xe tải Hyundai 2 tấn thùng cao 2m6 này, cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đi xem xe trải nghiệm mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng cùng các bạn. Thùng mua bạc mở 5 bửng, 4 bửng bên hông và 1 bửng phía sau nha anh em. Đầu cabin, máy cơ, đó nói chung là xe rất là chất lượng luôn. Nghe nên quan tâm cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu có máy phù hợp thì có thể dân em nói về phục vụ mục đích cho nhân vận tải vận chuyển hàng hóa của em quý vị các bạn. 2 tấn thùng dài 4m4, chiều ngang là 1m950, chiều cao là 2m560, là 2m6 anh em. 5 số tiến 1 số lùi, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm đầy đủ nha. Đó, cabin rộng rãi, lưới trải nhiệt rất là rộng luôn. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất ok, xe nói chung là rất là đẹp, cabin rất là hầm hố. Dòng Hyundai chạy rất sướng nha anh em. Đường kính mâm 16 inch, nhỏ 7 inch. Bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em là 330 triệu nha. Vỏ lớp gai còn rất là cao luôn, thùng rất là đẹp, sexy, bao dì bao cứng, cầu lớn. Nếu anh em bên trong cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đi xem xe trải nghiệm lấy thử. Thùng sàn sắt phẳng ly. Đó, nói chung là thùng rất là đẹp nha. Thùng các bạn Hyundai 2 tấn thùng dài 4m4 đời 2013, niên hạn sử dụng năm 1938 nha anh em, 330 triệu. Nếu anh em bên trong cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy zoom nó về phục vụ để kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng của bạn. Xe nói chung mọi thứ đều rất ok nha, mua chỉ phải chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Đó, nếu anh em bên trong cứ liên hệ trực tiếp mình hãy đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử. Động cơ Hyundai với design của khối động cơ là 3,9 lít. Đó, nói chung là động cơ, máy cơ rất là khỏe, vỏ lớp cam còn rất là cao. Nếu anh em tâm cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu có máy phù hợp thì có thể trên dung đó về phục vụ đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Đó, 4 máy nha, xe rất là mượt luôn, chạy rất là sướng nha. Dòng máy cơ, máy khỏe 3.9 lít, 96 kW, đường từ hàng chính nha nè. Vỏ lớp em còn rất là cao, máy chạy rất là sướng, rất là bền bỉ nha. Cảm ơn em với cái hàng của bạn đã hiểu cái video giá bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.